Để chủ động trong sản xuất và phòng chống ngập úng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với huyện Gia Viễn vừa tổ chức gia quân đồng khởi các trạm bơm trên địa bàn nhằm kiểm tra năng lực hoạt động, kịp thời phát hiện hư hỏng phát sinh, tiếp tục sửa chữa để đảm bảo vận hành tối đa số máy bơm khi có yêu cầu. Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện Gia Viễn đang quản lý và vận hành 20 trạm bơm với trên 100 máy, tổng công suất 300.500 m3 một giờ phục vụ tưới tiêu cho trên 7.000 ha lúa và khu công nghiệp. Thời gian qua, chi nhánh đã tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng và thay mới các thiết bị máy móc, sửa chữa, nâng cấp nhà máy bơm, xóa dần các điểm sung yếu như cống mai phương, trạm bơm cung sỏi và trạm bơm gia chấn, vừa phục vụ sản xuất vừa tiêu úng cho khu công nghiệp gián khẩu. Qua kiểm tra đánh giá 100% trạm bơm, máy bơm hiện có của chi nhánh quản lý đều hoạt động lên nước tốt, vận hành hết công suất thiết kế các phai cống, trạm biến áp, đường dây cao thế cung cấp nguồn điện cho máy bơm đảm bảo yêu cầu. Ngoài việc kiểm tra trang thiết bị máy móc để phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai, chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn các cống dưới đê, phân công nhân lực ứng trực 24 trên 24 giờ để vận hành máy bơm khi có mưa úng. Các địa phương chuẩn bị máy bơm giã chiến, khơi thông dòng chảy nội đồng, phối hợp chặt chẽ với công ty, chủ động với mọi tình huống.